vâng, xin chào tất cả quý vị và hoa chúc mừng quý tỷ phú Trần Đại Ngư và tăng xin mời quý vị cùng nâng ly lên để chúc mừng Trần Đại Ngư trăm năm thành viên mà bắt đầu nghỉ phụ thể. Quý vị chuẩn bị lên chưa? Một, hai, ba, go! Và giờ đây xin mời mọi người trai và người gái chúng ta tiến ra phía trước để kết tình tham gia cũng như xin mời. Chúng tôi xin mời. Vâng, xin cảm ơn đại cũng như hỏi nhà trai nhà gái trong buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Vậy nên chúng tôi xin mời nhà trai và nhà gái và đại ngư chúng ta trở về bàn tiệc để chia sẻ niềm vui hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình.